Chào các con, cô Hồng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học tiếp theo ở trang số 25. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài Old Mark Turner. Và chúng ta sẽ có một phần mới trong bản nhạc này mà chúng ta chưa từng thực hành trước đó. Bây giờ các con cùng quan sát nhé. Ở chỗ này các con sẽ có hai nốt nhạc được viết chung một đuôi. Thì như vậy khi chơi chúng ta sẽ hạ hai phím cùng một lúc với nhau. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc nốt đối với khóa son trước nhé. 1 2 3 4 1 2 3 4 mi mi re re do 2 3. Rồi chỗ này mình nghỉ dài và chỗ này cũng mi mi re re do 2 3 4 do 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 hai do 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 hai do 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 hai. Và mình nghỉ chỗ này, tay trái sẽ chơi và tay phải mình chơi phần cuối cùng này là mi mi re re do 2 3 4. Đó là phần nốt của khóa son. Bây giờ thì cô sẽ đọc nốt ở khóa pha. 1 2 3 4 do 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 son la la son hai. Rồi nghỉ và chỗ này son do 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 son la la son hai. Chỗ này là phần tay phải nghỉ này. Rồi chỗ này mình sẽ chơi hai tên gọi là son la son la son la hai, son la son la son la hai, son la 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 hai. Và do 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 son la la son hai. Như vậy là hết nốt nhạc của khóa pha. Đối với bài này thì chúng ta sẽ đều đặt tay phải và tay trái ở vị trí đô trung tâm, nhưng có phần hai nốt nhạc hạ cùng một lúc với nhau thì điểm đấy hơi khác biệt và hơi mới đối với các con. Bây giờ thì các con cùng quan sát cô sẽ hướng dẫn cho các con ở trên phím đàn nhé. Đối với bài Old Mark Turner thì các con sẽ đặt tay trái vị trí đô si la son này. Tay phải của các con cũng sẽ đặt vị trí đô và chúng ta chơi đô re mi ở bản nhạc này. Có một đoạn chúng ta sẽ chơi hai phím son la cùng một lúc thì chúng ta sẽ xếp ngón 4 và ngón 3 và chúng ta hạ cùng một lúc với nhau. Hai phím như này nhé các con. Đó. Bây giờ cô sẽ làm mẫu riêng cho các con. Đối với phần tay trái trước nhé. Các con cùng quan sát khóa pha. 1, 2, 3, 4. Đô, 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 son, la, la, son. Sau đó là đến tay phải. Rồi tiếp theo tay trái sẽ có câu thứ hai là son, đô, 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 son, la, la, son. Rồi tiếp theo của tay trái các con sẽ chơi son la cùng lúc này. Hai. 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 Đó là phần của khóa pha. Bây giờ cô sẽ chơi cả bài này từ đầu đến cuối nhé. Các con cùng nghe. 1, 2, 3, 4. Đô, 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 son, la, la, son, hai. Mi, mi, re, re, đô, hai, ba. Son, đô, 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 son, la, la, son, hai. Mi, mi, re, re, đô, hai, ba, bốn. Đô, 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 hai. Đô, 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 hai. Đô, đô, đô. Bây giờ thì cô Vân sẽ chơi với lại nhạc beat ở tốc độ chậm và nhanh. Các con cùng lắng nghe và quan sát bản nhạc nhé. 1, 2, 3, 4. Hai, ba.
1, 2, 3, 4. Quay lại. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài Omag Turner. Ở bài này, các con sẽ lưu ý cho cô về vị trí khi chúng ta sẽ chơi hai phím cùng một lúc thì tay của chúng ta phải thả lỏng nhé, và chúng ta hạ đều lực của hai ngón tay để làm sao cho tiếng đàn hai nốt này cùng vang lên một lúc. Và chúng ta cũng lưu ý cho cô về tốc độ bản nhạc này hơi nhanh đấy, thì chúng ta luyện từ chậm, chúng ta chơi thật tốt, sau đó chúng ta tăng dần tốc độ lên và chúng ta ghép với nhạc. Nhớ là chúng ta tập thành thạo từng bài học, sau đó chúng ta mới chuyển sang bài học tiếp theo. Chúng ta phải thật kiên nhẫn nhé. Chúc các con luyện tập bài này thành công. Hẹn gặp lại các con ở bài học sau. Chào tạm biệt.